Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp với cái game Survival và chào mừng các bạn đã trở lại với cái vườn rau sinh thái của mình. Các bạn nhìn cái đã không? Có thích chưa? Nguyên một hàng cây cam, quýt gì tùm lum hết. Cây dài 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 dài. Đó, chúng ta có mà có khách vô mình sẽ cho vô cái vườn này mình nhốt lại. À lộn, không phải nhốt lại mà chúng ta hãy mời họ vào đây và cho họ ngắm được cái khu vườn sinh thái của mình. Hành động ít nào. Ây da, thật là biến thái. Còn mấy cái mình thích chơi mấy cái này ghê á. Đầu hàng rồi, ok. Chúng ta sẽ đi mình các bạn có nhiều bạn yêu cầu mình bắt lại con Bahamut. Ừ thì chắc mình phải kiếm lại con đó thôi, vì mình mất con đó rồi thì phải đi kiếm lại chứ. Kiếm lại. Ủa sao con này bay dữ cơ? Bị ai tấn công mà? Ok thì trong khi đó thì mình mới phát hiện ra trong đây có con Summon con Aventavis rất là độc. Ở lộn, không có Aventavis mà con đó chính là con diều hâu. Ở lộn, con Banadol, con thuốc Banadol của mình. À với lại trước khi đi vòng vòng kiếm khủng long mới thì mình đã vừa xây xong được một khúc công viên mở rộng. Nói cho cùng, ôi trời, cái con nó ác kìa, nó dí con Zebra. Trời ơi, ăn hiếp người ta quá, anh hai cho mày xỉu luôn. Trời, tội con bé nó chạy cắm đứt luôn mấy bạn ơi. Đó, đây là cái công viên mình vừa mở rộng ra nên cửa Jurassic thì mình mở rộng luôn, không cần phải đóng nữa. Đường biển thì mình khóa tới khúc này thôi. Đó, mình chỉ khóa tới khúc này thôi, còn khúc kia thì để cho nó chống chống cho nó đẹp. Còn trên đây thì mình có xây thêm một cái dàn rào thép 5 tỷ vôn điện đây. Không biết nó có giật nổi mấy con khủng long trong đây không. Mấy con khủng long thường thôi nha mấy bạn, chứ còn mấy con boss thì nó mà ra là mình hu hu luôn á, không có làm gì được hết á. Chết chắc luôn á. Đó, giờ cái vườn nhìn này rất là sợ hãi đúng không? Nhưng các bạn không sao đâu. Mình đã rào điện hết rồi, hàng rào điện chắc chắn mấy con khủng long không thể nào mà đi xuyên qua được. Rồi chúng ta rất là an toàn khi là ở trong khu vực này ha. Đó, vừa lòng cái bạn nào yêu cầu quá nhiều, không phải quá nhiều mà là vừa lòng một bạn nào đó chuyên mở rộng công viên đi. Mấy tập rồi không chịu mở rộng. Đó, giờ mình đã làm rồi ha. Nhớ lại cho anh ha. Ok thì mình sẽ làm ra cái con thuốc Panadol, đó chính là con thằng lằn xăm nhảy chết luôn nè. Sao chết được? Mình chế cái dù, mỗi lần mình nhảy đỉnh cả xuống vực dù liền, sao mà chết được. Mình sẽ tạo ra nó ha. Nè mấy cái hạt này nè, tự nó ra nè mấy bạn, thúi nó ra cái hạt kia, nó sẽ ra cái hột này. Rồi đeo cái khiên Captain America vào, nhìn ở trong coi. Thấy chưa, ngầu quá trời ngầu luôn nè. Chỉ có những người anh dũng nhất trong dòng họ mới được cầm cái khiên này thôi. Ê ơi, đậu xuống, đậu xuống, tao giỡn mà. Nó nghe mình chém gió nó định bay đi luôn mấy bạn ơi. Đẹp quá. Ôi chù cha, con thuốc Panadol. Con này các bạn nên nghĩ đặt tên gì ngầu ta, tên ngầu hả? Để coi, mình bộ sưu tập của mình là Phonix ha, Phonix, không biết gì đúng không ta, Phonix, Phonix, mình không nhớ cái tên này lắm, đó là Phượng Hoàng Lửa thôi, mình đặt tên cho nó là siêu nhân Gao tập máy đây ta, để đang nhìn cái gương mặt của nó thử mình mới đặt tên được. Ôi, súng ống tùm lum hết anh hai, này bắn tôi đi, bắn tôi đi, tôi đỡ nè, đỡ nè, đỡ nè, cái rocket cái nó bắn rồi. Con này gắn gắn đạn 15 ly, đạn 50 ly bắn cái là lủng 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 người luôn. Cùng nhìn đó mấy bạn ha. Trước khi mình cưỡi nó thì mình cùng xem qua cái cơ thể của nó. Một chân thì màu đỏ, một chân thì màu vàng xanh. Cánh thì màu hồng hồng. Ui, con này nhìn cũng khá đẹp á. Mình chắc mình phải chế cái bình sơn mình xịt lại mấy cái màu mà cho nó ngầu thêm mấy bạn. Ví dụ như màu vàng, màu đỏ.
Rất là đẹp luôn. Cái đầu nó được gắn chip, đó là chip định vị GPS. Này chém gió kinh khủng thiệt chứ. Có cái khỉ. Ơi được rồi, mình nghĩ là con này là ok, mình cưỡi nó thử coi. À, khá là êm ha. Chiếc xe coi. Wow, tạo ra một tia lửa. Vẫn là chưa gấp như bình thường. Rồi, còn các chi còn lại thì. Wow. Bắn súng được nha các chàng trai. Bắn. Ôi kinh chưa. Trời đang là sương mù của mấy bạn ơi, mình không thể đi được đâu. Đang bị sương mù quá là dày đặc. Cái khu của mình bây giờ là khá là an toàn rồi ha. Cái khu vực chỗ này thì mình không sao đâu, tại vì các bạn biết sao không? Có con thần chấn giữ ở chỗ này rồi, nên chúng ta không cần phải mở rộng cái khúc này đâu. Tại vì khúc này mình để cho cái view nó đẹp á. Cái view đẹp có nghĩa là mình đứng chỗ này nè, mình thấy được núi đồ, không có hàng rào đồ, nhìn nó rất là thật. Nên mình rất là thích để, nên mình không muốn muốn loại bỏ. Thử coi. Chù. Cũng khá là yếu á, nhưng mình không thích nó mạnh lắm đâu. Con này thì vừa tầm sức đánh của nó được rồi, không cần mạnh lắm và cũng không yếu lắm được rồi. Như vậy là mình thấy rất là ok rồi. Trời này đang rất là sương mù. Mình không thể bay được chứ cái đường này ha. Ơi tập trước là chúng ta đã triệu tập cái con rồng này, giờ mình sẽ ráng kiếm lại con Bahamut. Một em rất là mến con Bahamut và kiểu như là bắt nạt mình, bắt mình là phải bắt cho bằng được cái con Bahamut lại. Hô ăn hiếp mình dữ. Ok, mà mình sẽ làm luôn chứ, tại vì con đó là con của mình phá đám của mình chơi ngu nó chết, mình phải kiếm lại thôi. Trong cái map này là nay nó là sinh thái, là những cái loài rất là bá đạo rồi. Con này thì không có chiêu gì ngoài chiêu tào lao không, mà con này nó yếu, khá là yếu các bạn ha, không có mạnh lắm. Mình thấy nó không có special attack nữa, là có kỹ năng tấn công đặc biệt các mấy bạn, chỉ là mấy cái kill bình thường thôi. Mà nhìn súng ống của nó kìa mấy bạn, nhìn nghĩ mà nó bình thường không, hai tay hai cái súng, hai tay hai cái súng rất là ngầu. Với lại mình biết thêm là chúng ta hình như có cái hạt giống, cái hạt cái gọi là my my food đó, đó là thức ăn dành cho những cái loài robot, và mình sẽ đi kiếm vài cái. Ví dụ như mình gặp cái con như con tê giác hôm bữa đó, là mình có thể cho nó ăn được hay sao, mình đoán đoán là vậy, mình có đọc được cái thông tin đó, đó. Nên mình sẽ lấy một hai hạt thôi, vì cái này rất là hiếm mấy bạn ơi, rất là hiếm, mà nó rất là hiếm luôn á, chứ không phải là hiếm thường đâu. Chúng ta để ô số 0. Được rồi, không biết mình ăn có được không. Ui mẹ ơi, ăn được luôn, trời ơi, phí quá vậy trời. Trời ơi, tôi cũng muốn ăn đâu mà ăn chi vậy. Ôi, chúng ta cùng đi với con chim Benadon, thuốc Benadon, Benadon, Benadon. Con này tên nè Aurora, tên hay vậy, như là Barora. Ơi, chàng trai, định làm gì vậy? Ơi trên này thì mình, mày vô đây. Ui, nó mạnh, mình bắn súng không xi nhê luôn. Mày vô đây. Yeah, chàng trai đó chết ngắt. Ăn hiếp bụng công tử hả, tặng đàm cho nó. Máu khá là ít đó mấy bạn, mình sợ nó chết quá, thôi mình cứ tặng cho nó một chút đi ha. Khoảng 1 triệu máu thôi đủ rồi. Tốc độ bay thì tầm 200. Để mình bay thử coi. Rồi lên nhanh chút đi. Nếu nhanh quá thì cũng không hay đâu mấy bạn. Mình lên nhanh tầm 250 rồi. Mát mát rồi chứ muốn gì được nữa. Băng 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 băng. Ngu quá đỉnh, chờ đợi bắn đỉnh. Con này không biết nạp đạn kiểu gì đây. Gọi bắn lắc luôn, lắc máy luôn. Gì vậy chàng trai? Muốn quýnh tôi à? Không có dễ dàng như vậy đâu. Rồi cuộc công cuộc đi kiếm Bahamut bắt đầu. Phai. Giờ mình phải phai nó đó, tìm nó đó. Bị khó khăn nhận cả đây, chúng ta sẽ tìm ra thôi, vì trong map này mình nghĩ chết đi một con sẽ ra một con mới, kia là thằng pháp sư. Thôi con này quýnh không lại rồi mấy bạn ơi, đừng kêu mình lấy con này mà hốt con đó là quýnh không lại rồi đó. Cái thử coi. Thôi level 56 à, ớn quá. Thôi bỏ 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 bỏ, tha cho em đi, em lỗi lầm mà, tha cho em đi, em không có lỡ nó đâu.
có dí được tôi đâu, ông đi bộ mà tôi đi xe mà, ông nghĩ ông có thể tự dí được tôi à? Go, bay thôi, yeah, bắn súng nào, chiu 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 chiu, đó, bắn cho mày lũng, chiu chiu, máy bay này là máy bay đánh bom nè. Thấy mấy cái vàng vàng nay là mình đi, mình thấy cái vàng vàng là mình cứ nghĩ là bắn một viên đạn xuống nó đẹp quá mấy bạn ha, nhìn nè, nó tỏa ra y như là bắn pháo hoa á. Mà con này bắn cùi quá. Siêu 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 siêu. Mình tới lần gần con này coi. Bắn chết luôn. Trời ơi, không phải là con này trâu dữ, bắn nãy giờ không xi nhê nó luôn. Có level 280 bắn hình như bắn hụt đó mấy bạn ơi. Rồi rồi mình đi thôi, mình không lạy nữa, lạy quá. Bậy thôi, bậy thôi. Ơi sao cái nhạc? À nhạc chắc mình nãy giờ mình bắn súng á. Mấy con này không có thích, mấy con này rất là sida. Ý con chim màu vàng dễ thương quá. Ô, cái anh này anh phá nhà đây. Con này không phải là của mình đâu. Level 100 mà máu nó, ủa máu nó hơi ít á. Ê thôi mình không tin vào lượng máu của nó đâu, mấy con đó ảo lắm, mình không có tin đâu. Ôi hai con này bắt, ôi thôi không nên bắn nó mình. Ý à con kinh thằng bữa nè, con My Pocket Watchman nè. Thôi mình không, để từ từ coi mình đi kiếm con, mình chưa cần bắt nó đâu. Con nó cũng khá đẹp mấy bạn ha, nếu bạn hãy thích con đó thì mình mới bắt thôi. Mình luôn luôn nghe ý kiến số đông. Ơi bóp nhạc, bóp nhạc. Trời ơi quýnh con này. Ý con này cắn xỉu mấy bạn ơi. Ghê vậy. Ôi bể đá luôn. Mày xỉu. Ôi con này có thể kêu đi bể đá luôn. Ôi trời ơi mình tàn phá cái núi luôn mấy bạn thấy không. Ôi khá là, con này khá là dữ á, chứ không phải là hạng thường đâu. Chúng ta sẽ đi kiếm một vòng nữa. Con Bahamut thì nó nằm ở mấy cái vùng xa lắm, mà bữa mình đang đi nó bay, mình giờ mình kiếm không ra luôn á. Nãy có đi vô kiếm vòng bên kia rồi, giờ mình vòng thử qua đây thử coi. Ôi trời con này, con này à, con này à. Thôi con đó có không nên quýnh đâu. Thấy chưa, nay mấy vùng núi nó ra nhiều mấy con này lắm đó rồi. Mình muốn kiếm lại con Bahamut thôi mà, chẳng lẽ không. Con gì đây? Titan. Titan Elemental. Lên núi coi, lên núi cao mình mới thấy được. Đi săn khủng long thì nó hấp dẫn hơn là mình ở nhà ha. Ở nhà mình khu vực của mình nó an toàn quá rồi. Toàn rồi mấy ông tướng ông canh nhà không à. Lấy vậy ông vô, đây là khu vực núi lửa cũng khá là ngầu. Mình muốn con Bahamut đi vùng núi sẽ gặp rồng. Mấy cái núi thì sẽ có rồng nhiều hơn các bạn ha. Đó, mới nói có con rồi nè. Con này con rồng cùi thôi. Mà nay có mấy con rồng nó bị chỉnh update lại với con rồng bay xấu á bạn ha. Mình thấy xấu thiệt luôn á, không có gì đẹp luôn. Thôi ông pháp sư. Thôi ông kẹt kẹt đụng cho ông chết nữa. Mình sẽ kiểm tra cái khu vực núi này. Con này là level bao nhiêu đây? Ồ 300 cùi quá. 361. Rồi con không biết con Bahamut nó đi hướng nào rồi ta. Chúng ta cùng đi kiếm nó vậy. Ở tiếng bay vòng núi trời. Mình phải check in cái núi này kiếp trước cơ. Không thấy ẻm đâu hết. Bay bay lên mấy cây này nè, mấy khu vực ngoài này thì thường dễ có hơn. Ồ mình không thấy đâu ta. Bữa bữa là mấy con rồng nó bay đẹp lắm mấy bạn, nay nó làm kiểu gì mà mấy con rồng này nó chỉ biết đi thôi chứ nó không biết bay. Không thấy đâu ta. Ồ con Titan.
Ok, mình sẽ đi kiếm, cố gắng kiếm lại lần nữa. Nếu không có thôi mình sẽ đi làm mấy con khác chứ không thể kiếm nó hoài được. Kiếm này cũng chủ yếu là mình đi kiếm những sinh vật mới thôi chứ chúng ta không thể ở nhà để khủng long nó ra được. Mình phải đi kiểu này nè, map nó mới lót và khủng long nó mới ra mới được mấy bạn ơi. Con đó nó đâu rồi ta? Con Bahamut bữa mình cũng chơi rồi, bây giờ mình kiếm lại thôi, nếu không kiếm được thì thôi. Mình nghĩ đấy, mình làm nó chết thì nó sẽ tạo ra con mới đó. Đây là hai con boss nè, tùm lum boss nè mà không thấy được con đó đâu. Con này quýnh là hệ lửa tùm lum bla hết mà. Hy vọng sẽ cho tôi mấy con mà độc độc. Ui, dưới đó có con Manticore. Ui, hai con luôn. Thôi mình nhán vô khu rừng lắm mấy bạn ơi, khu rừng đó nhiều con kia lắm, lắc lắm. Ồ, Manticore không. Ồ, con boss nữa nè. Ôi ơi, con quay vần nữa. Đô đô quay vần nữa. 1680 level luôn. Gồng quá trời gồng luôn mà sao không bonus hết cho tôi con nào hết vậy? Ôi con này nữa chứ. Con này bay chậm quá ta. Muốn bay nhanh mệt thiệt chứ. Tăng nãy giờ nhiều lắm rồi đó mà không bay nhanh luôn mấy bạn ơi. Đi con rồng xe buýt thì thôi luôn á chứ. Nó đi lắc máy luôn á. Núi này không có rồi. Khu vực này à, cạn kiệt khủng long rồi sao mấy bạn ơi? Ôi boss, con Titan gì mà nó ra dữ người ta. Chắc được rồi, mình chắc mình sẽ đi kiếm con gì để quậy mấy con này thôi. Trời. Chúng ta cùng coi lại con tê thiên của mình hôm bữa nha. Nay là ổng không có đi được đâu. Đó, vô là có nhạc rồi đó. Heaven luôn à, sức mạnh bóng tối. Ôi, cái ống máu kìa. Ống máu nhìn như bằng không á mà chúng ta không làm gì được đâu. Con này nhìn hại mắt quá. Lâu lâu quay thăm một chút thôi. Ok, mình sẽ đi tiếp thôi. Cái khu vực này đáng lẽ phải có khủng long chứ sao nay không có ta. Ê, mình đang đi về hướng nào vậy trời? Chẳng lẽ qua bắt con kinh công? Kinh công thì không tài nào mà không muốn bắt con golem chứ golem thì chưa cần lắm. Rồi mấy con T-Rex, con mấy con thường thì ra quá trời nhóc luôn đó, đồ đồ quay vần nè. Y con boss nè. Ồ. Kinh công Fallen Flower. Ồ nhẹ khá chất ha. Con này ai mà dám đụng nó. Giờ mình không đủ tuổi đâu mấy bạn ơi. Mình chưa đủ tuổi, mình chắc chắn là mình chưa đủ tuổi quất nó đâu. Mình đi với con này mình không quýnh được nó đâu. Thấy chưa, nãy giờ tìm tìm một xíu là ra quá trời luôn, đâu có ít đâu mấy bạn. Mình bắt đầu bay qua vùng núi băng coi. Ây à, đi hồi lạc luôn rồi ta ơi. Đó, một con đồ đồ quay mình rồi mấy bạn thấy không? Bên đây cho coi. Red à. Wow! Con Manticore mấy bạn ơi. Con Manticore. Ngầu quá. Đẹp bây giờ. Con này là Mai Quai hả? Ôi đẹp ghê mấy bạn ơi. Không biết nó có tấn công mình không à. Thôi nó tấn công quá đừng chơi ngu. Đẹp quá à. Y như con sư tử á. Con này trong hệ đủ hệ siêu nhân gao của mình luôn nè. Hỏi từ từ mình đi một vòng nữa rồi mình, nếu mình không có con gì mình sẽ quay lại cục mình tiễn con này nha. Vậy mới hay chứ, đi vòng 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 vòng. Ô con quay.
Vịt màu xanh hả? Ơi con này mình không cần thiết đâu, nên mình cũng chẳng cần giết đâu. Giết nó làm cái gì đâu. Ồ, lâu lắm mới gặp con Indominus Red luôn, nó thiệt sự luôn á. Cái mod Eternal nó vừa update lại mấy bạn. Hình như nó vừa cập nhật lại sao á. Lâu lắm rồi mình mới thấy nó luôn á. Hồi bữa giờ toàn ra mấy con Titan, con gì đâu không à. Rồi chúng ta cùng bay qua vùng ở đây đi. Ôi, boss đồ quá trời luôn nè. Cái vùng này nhìn đẹp nè. Rồi. Ờ, mình đang muốn kiếm một con rất là đặc biệt để dành tặng cho các bạn, đó chính là con ngầu lắm. Ơi, cái bạn cũng đi kiếm với mình à. Nay mình không thấy. Hôm bữa là mình có vô coi cái mod đó là nó sẽ spawn ra cái vùng nào bao nhiêu, mình chơi càng level càng cao thì nó sẽ spawn mấy ra quán đó. Sao bay nãy giờ chưa gặp ta? Mình có coi hình đó rồi, nó rất là đẹp mấy bạn ơi. Và cái đó sẽ là một câu bí ẩn, nếu mình tìm ra sẽ rất là thành công trong cái tập này luôn. Ôi mình tiếc. Ý có ba bốt kìa. Oh my god. Trời ơi nãy sao bay gần khúc này mà không thấy nó. Mà con này mấy bạn sao bắt mấy bạn. Con này chỉ có ghi to me. Ok, ghi to me coming. Ghi nè tu nè mi nè Bahamut, em về đi với đội của anh đi, em đã mất tích mấy lâu nay rồi. Đừng có vô khu vực đó. Rồi ok. Ơi chưa bắt được. Rồi, head pin damage. Đứng im. Ôi ơi 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 ơi. Đừng có đụng vào tao, có bảo vệ hết đấy. Rồi, con này nó không có cần quýnh đâu mấy bạn ơi. Con đó nó không cần quýnh đâu, thôi mình cứ kệ nó đi. Nó con nào cắn nó là con nó tự chết rồi. À, cái chụp đầu luôn rồi. Ơi không bích cấp được. Wow. Không bích cấp được hả? Thì follow. Có gì đâu. Đi, let's go. Đi thôi nào, chúng ta cùng đi. Trời ơi, ngu nữa. Đã nói đừng có đụng vào cái con Bahamut này. Ủa, Bahamut đâu rồi? Bahamut. Ủa nếu mình bay qua đây mà có Bahamut không ra, tự mình bay lại lại có hết chưa? Ồ, Bahamut đẹp trai. Đã trở về với đội bắn dây chai. Thôi nào, đừng có mà đi ầm ầm. Ý, con gì màu vàng? Con hươu màu đỏ. Tập này hôm bữa hình như mình đi chơi với anh Phương có nè. Ý, con tề thiên mấy bạn ơi. Ê, con ba bố đâu rồi? Từ 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 mình bắt con ba bố trước đã. Chết chết con quay vần nó dí mấy cả. Ê, ngon. Wow. Hỏi không thèm con gì nữa, không thèm con gì nữa, thật tình là không thèm. Cái con quay bình đó mày ngu đi. Ơi 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 trời ơi, đại ca vừa làm cái trò vậy, chết mấy con này bây giờ. Trời ơi, cho tôi bình yên, cho tôi chữ bình yên giùm cái, tôi bắn súng chết mấy người luôn á. Ơi 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 bác sĩ, ok bác sĩ đi. Bên kia có một điều rất là đặc biệt các bạn ơi. Ok, ở đây hết đi. Unstop, Passive, Passive, Passive. Oh, con hươu màu đỏ. Ăn được đúng mà mình nói đúng mà, tệ thiên đi rồi. Đây là cái bản chất nhất. Chúng ta có thể review được anh tệ thiên. Quái, tại sao bây giờ anh mới comment, mới xuất hiện, mới show cho mọi người thấy anh bá đạo như thế nào? Tập kia là anh cầm hai cây gì ta, cây thước bảng của mình, anh làm cho mọi người mù mắt chứ anh luôn. Và giờ anh xuất hiện với một phong thái vị vua trẻ rất là đỉnh cao ở level 2300 và say hello với mọi người thế nào? Ok, mình đã bắt được. Yes.
chỉ cần một cái hạt giống thôi các bạn ạ. Ok mình sẽ ra nha. Cái gì vậy trời? 887 triệu. Anh ấy zoom rất là mạnh luôn, tập này khá là bá đạo, mình không thể nói lên lời được. Chịu xe con nào. Hơi. Bên kia quý lộn, mình thích nó cầm, mình thích ông Từ Thiên này, ông cầm cái ông này, ông phải cầm cái cây thước bảng ra mà quật người ta. Rồi cái con bên kia nó bị tới tháng rồi sao nó đi thả bom cho mà lắc máy người ta vậy trời. Rồi nó chơi mấy con đó không làm lắc nổi đâu. 887 triệu. Wow. Cái này là lúc này anh này ảnh đang đại náo thiên cung nè. Đó, anh có cái áo Trung Quốc rất là bá đạo. I love you. Rất là tuyệt vời. Ai cùng review coi. Chỉ một là nút chuột trái của mình nè. Quýnh hình như là đất long trời đất lở luôn. Rồi, quýnh xa xa cho dễ nhìn. Chuột phải. Chuột trái hơn khác, có gì đâu. Nó cái vùng ảnh hưởng nó ít hơn, cái chuột trái thì nó đất đồ văng anh hết. Mình có chư quy coi có gì không, chư quy không có gì hết. Tiếp theo mình sẽ chơi chiêu ít ít cũng không có gì luôn. Vậy là không có chiêu gì nữa rồi. Cái special attack của con này, đó chính là chữ quy và chữ ít. Nếu bạn nào có muốn thử chơi cái mod này á, muốn thử chơi cái mod này thì rất là ok, chứ các bạn chỉ cần nhấn nút quy và nút ít. Ủa sao con này nó cứ đập con nào mà kinh vậy trời. Rồi mình muốn thử con này để đập boss với các bạn ơi. Các bạn có đồng ý cho mình đi đánh con đi đánh con kia. Mình sợ nó phản đam quá à. Mình sợ nó phản đam này chết chứ không có gì hết. Rồi mình sẽ bảo vệ con này tới cái quá trình đi về nhà, chứ mình sẽ không làm bậy ha. Ok, quyết định. Chết rồi, giết con này rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, mình giết con này rồi. Con hô, chết rồi. Mình định bắt mà mình quên. Ham đi làm kêu quá mà mình. My God. Tiếc quá, tập này tiếc quá. Mình muốn bắt nó cơ, sorry. Để coi mày có gì trong người không. Sao ông ra cái gì mà đỉnh đỉnh như tôi hết vậy? Ông chết thì ông cho cái gì hay hay. Chúng ta sẽ làm cái teleport phi về thôi. Chứ giờ vận chuyển tịch thiên với lại con kia về một lúc hơi bị khó đó mấy bạn ơi. Mình nghĩ nó tự nhân nên mấy bạn nãy một cái giờ được hai cái nè. Ê, cái này căng, cái này thúi vào cái cục 12 thúi nên sẽ ra cái cục kia. Ok, đủ rồi đó, giờ chúng ta. Ê, không biết cái cục này có thể bắt được con kia không ha? Để mình khỏi chỉnh mã mất công á. Tập này mà đâu có chỉnh mã chứ đâu đúng không mấy bạn. Có con Bahamut thôi. Con kia. Lại đi tức cười thế nào. Rồi mình đi một mình thấy ớn á nha. Cái khu vực này khá là lắc đó mấy bạn. Tại vì cái khu vực này là khu vực của mấy con Trundle nó ra rất là nhiều. Ok mình sẽ thử coi. Mình lại gần nó coi. Không được các bạn ơi, con này phải dùng mã bắt thôi chứ bắt bình thường không được. Thôi được rồi, tập này là quá thành công với cái này rồi. Mình sẽ dùng con Tề Thiên đi vô, dùng ông Tề Thiên chứ, đi vô càn phá cái khu rừng này một chút nha. Chúng ta chưa chơi đã đâu, mình không không mình đem về làm gì. Mình cứ để ở đây đi. Bahamut sẽ bảo vệ cái con Bahamut sẽ bảo vệ cái con Bartonadon, còn mình sẽ đi quẩy với anh Tề Thiên. Bá chủ thiên hạ, tăng tí speed đi anh ơi, anh đi giày ai mà chịu nổi. Coi, bình tĩnh bình tĩnh đi, let's go. Đi như không đi vậy. Wow, tặng một điểm máu. Tặng cái này thôi cho máu bất tử đi, mình khoái hơn á. Đam thì không cần đâu, đam biết nhiêu đủ rồi. Chạy hết đi, rồi chúng ta sẽ chạy hết luôn ha. Level 3500 khá là bá đạo, max cấp rồi mấy bạn ơi. Đi thôi nào, đó chạy vậy được nè. Chạy nào, let's go. Quýnh lộn mà, ở đây có quýnh lộn, ở đây quýnh lộn. Có quýnh lộn 2 tỷ. Trời ơi, con này chết luôn mấy bạn ơi. Nó đập đập con Titan cái chết luôn. Trời ơi, được lắm, anh sẽ là bá chủ thiên hạ.
Ồ, mình đi tàn phá thế giới nè. Tuy rằng anh đi bộ. Đi bộ, đi bộ, đi bộ. Chụp phải nào. 2 tỷ chứ mấy. Có 2 tỷ chứ mấy. À, có một em nào vui lắm nha. À, thách mình đọc được số máu của con kia hả? Thôi cho mình xin thua luôn đi. Tí mình đọc thử cho các bạn coi ha. Ui, vô này khu vực này lắc quá các bạn ơi. Ôi, để thử vài cái coi. Ôi, lắc quá. Ôi, khu vực này lắc quá. Mình sẽ ra ngoài đi. Cái này lắc quá các bạn ơi. Không chịu nổi rồi. Nó đông quá rồi. Không thể làm gì được hết. Rồi, ra khu vực này cái màn hình nó im liền ấy chưa. Mày. Mày. Đá đồ có thể cản phá được anh ư? Cản phá được anh ư? Không có thứ gì có thể cản phá được anh. Anh là bá chủ, anh mới đại náo thiên cung. Wow. Khoan 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 khoan. Ồ, lần đầu tiên thấy con ong lại bay ra ngoài nha. Ồ, Genbi Queen. Cái con này, mày chơi tao hả? Mày chơi tao, mày chơi tao, mày chơi tao. Ui, mày chơi đại hội đồng. Mày mình không muốn đọc cái ổ ong đó. Mày chơi tao hả? Mình muốn bắt con ong. Con ong đâu rồi? Trời, mấy con kiến này đâu ra nhiều kiến chưa? Ủa, con ong bay đâu rồi ta? Con kiến nó làm cho mình phân tâm mất con ong rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái gì vậy trời, không chịu xỉu. Không chịu xỉu mấy bạn ơi. Ờ, đợi 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 thấp xuống mình bắt nó thử coi ha. Ui, chúng ta đi chơi mấy cái này mới vui nè. Ui, cái này đẹp quá. Ờ, tối quá rồi, trời tối rồi. Đậu thấp xuống coi nào con ong này. Ê, hình như mình bắt được nó mà tại vì mình biết sao rồi, mình đánh nó là nó sợ giống như con nai ấy bạn. Để coi coi mình bỏ thức ăn vô coi nó ăn không à. Berry à. Rồi được rồi được rồi. Nè bút nè, bút nè, bút nè. Bút nè, rồi, vậy là mình biết ăn cái gì rồi đó. Cái con này mày có đi ra không hả? Đi ra. Trời ơi, nằm ngay đây luôn. Ăn cắp mật ong, ăn cắp mật ong. Đó, ong nó sẽ bu vô đầu mình. Ok, một tí sẽ hết thôi. Rồi, ok, mình sẽ lấy mật ong. Mình cho con ong kia. Ôi, cái đuôi của nó kìa mấy bạn. Cái đít của nó kìa. Bắt được đi, bắt được đi, cho tôi bắt đi. Nó chưa chịu đậu mà nó không thể bắt được nó mấy bạn ơi. Turbo 500. Con này. Xỉu. Mình đang muốn bắt con ong này. Sao không cho mình boost ta? Này nó hiện mà sau này nó không cho, nó không hiện nữa. Cần cái gì ta? Chắc chắn là mật ong rồi. Đâu rồi? Ờ, mình muốn bắt con ong này ghê đó. Con này là ong chúa nè mấy bạn. Nó ghi là B-Win nè. Mình bắt được con này mình về mình làm được cái tổ ong á. Mình làm được tổ ong mình lấy được mật á. Nên mình muốn bắt con này lắm. Ăn cái gì vậy trời? Không được rồi. Ok, bỏ đi.
chán mình muốn làm cái tổ ong. Được rồi, không được thì mình sẽ qua mình hốt luôn cái tổ ong này, đập cái tổ ong này luôn. Chơi ngu chọc tổ ong á, chọc tổ ong, chọc tổ ong, chọc tổ ong. Nè, chọc tổ ong được mớ ong luôn. Không có con ong nào dám dí mình đâu, mình biết mà. Mình đi với Tề Thiên mà làm gì ai dám đụng tới mình. Cái gì đó, cái gì đó, cái ông nào vừa đụng tôi đó. Cái gì đó, cái gì đó. À, chúng ta đi thôi nào. Nhảy lên một cú nhảy thần kỳ. Wow. Mình bơi dưới nước khá là nhanh luôn các bạn. Dân chơi thủy thì chết rồi. Mình vừa giết một con baby rất là dễ thương các bạn ơi. Ồ. Con ê, 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 cá. Ui con này nó bảo vệ mình hết. À kiến quýnh nó. Quýnh anh hả? Mày biết anh là ai không mà dám quýnh? Quýnh anh hả? Quýnh anh hả? Anh là trùm ở đây. Anh là trùm ở đây các chú biết không? Anh là trùm. Anh là trùm. Chết hết đi. Chết hết đi. Quýnh nó có tiếng sấm sét luôn các bạn nghe không? À, được rồi, chúng ta sẽ đi về thôi, quẩy nát hết khu vực này rồi. Đi về sẽ đi quẩy lại với em à. Kia. Rồi, chúng ta đi về, đi về, đi về, đi về thôi. Gì đó, gì đó, gì đó, gì đó. Muốn gì? Muốn quýnh lộn hả? Muốn quýnh lộn nè, muốn quýnh lộn nè. Tập này quá ngon luôn, mình không bắt được con ngựa hơi bị tiếc. Nhưng mà bắt được Tề Thiên rất là đỉnh mấy bạn ha, nhìn nè. Ui, chói mắt quá. Tề Thiên với làm được con này, với đất lại được ba mút. Khá là ngon lành luôn rồi. Đó, hai em này nhìn khá là ngầu các bạn ha. Monkey King Kong, Monkey King. Vua luôn, vua khỉ. Và một em mà Bethanodon rất là ngầu. Rồi, chúng ta sẽ cho hai em ở đây. Mình sẽ cưỡi em Bahamut về, mình sẽ chế tạo cây teleport bay về khu vực này. Để coi mình làm được bây giờ không. Không đủ nguyên liệu mấy bạn ơi. Để mình nhớ coi, khu rừng này đi về hướng này. Ok, được rồi, mình đã nhớ rồi đó. Em này bay chậm quá. Ồ, sao không tăng được ta? Em này quýnh thì mấy bạn khỏi phải chê rồi. Ủa sao không tăng được ta? Ủa kỹ ta? Sao mình không tăng điểm được ta? Nhưng chưa ép không được nè. Ủa kỹ ta? Mưa kiếm, mưa kiếm, mưa kiếm, mưa kiếm. Hỏi bây giờ đây quẩy quá. Sao mình không tăng được ta, kỳ quá. Bữa con kia mình tăng được mà, con này sao mình tăng điểm không được ta. Hơi bị kỳ nha. Ồ, mưa kiếm nào, mưa kiếm nào. Chúng ta cùng đi về nhà. Nhà thôi, về nhà thôi. Về nhà mưa kiếm tứ lung tung luôn. Wow ơi, mình hủy diệt biết bao nhiêu con luôn mấy bạn. Skill con này quá bá đạo mà. Ấy, mình đã bắt lại được em Bahamut rồi. Được rồi, được rồi. Ở đây coi. Được rồi, Bahamut hả? Bahamut sẽ xếp với con kia. Con cho con rồng này đi qua đây. Ôi, ông lục cái đầu ông lên nhìn gớm thiệt chứ. Ơi. Bahamut đó. Kinh kinh chưa, khu vực rộng của mình bây giờ là chỉ có chất trên quả đất nên mình giờ mình để khủng long ở đây không sao nữa rồi, mình cảm giác an toàn rồi, mình xây hàng rào đồ hết rồi nên mình không có sợ nữa.
mà mấy con đó cũng đâu cần ai bảo vệ đâu, ai đụng với nó tự chết ngược à. Giờ mình công việc của mình là mình vô mình phải làm cái teleport để qua bắt mấy ông kia về. Dĩ trời, dĩ trời, dĩ trời, dĩ trời, quýnh tôi à, gì vậy trời, chơi gì hết mà quýnh tôi, là biết quýnh ai không? Người thần phục những con khủng long bá đạo nhất trên thế giới luôn á. Lấy một ít metal coi nào, một ít metal, rồi một ít semetin. Semetin hôm bữa mình để trong cái máy này rồi, đủ chưa, đủ chưa, rồi ok một cái. Rồi coi đúng đúng chỗ chưa, mình coi đúng chỗ chưa mình mới làm tiếp được. Rồi ok, cất hết mật ong vô tủ lạnh coi nè. Mật ong vô đây. 12 phút, 13 phút. Ủa mật ong kỹ ta. Bị ong cắn sưng mắt, sưng mũi rồi bỏ vô cũng có 12 phút là hư rồi. Rồi mật ong đúng cực luôn á. Mình sẽ kiếm cách làm cái gì ta? Làm cái đồ nuôi mật ong mấy bạn, nuôi tổ ong đã lắm, mà một cái nhà xây thêm một cái nhà nó nuôi toàn là nuôi con mấy con ong không, nhìn nó ngầu lắm. Rồi, con này bay hiện chút xíu là tới nơi rồi, đi hướng này nè, đi hướng này đúng không, hướng này đúng không, đúng rồi, chính xác là như vậy. Ui có hai con bia luôn, bay qua đây. Ở bên kia nó bị lắc ghê thiệt chứ. Cái khu rừng kia chắc mình cưỡi con ba Hamut qua mình tận diệt cho nó đỡ lắc mấy bạn ha. Chắc phải vậy thôi. Rồi, chúng ta xây cái tele ở đây. Mình phải tận diệt cái mấy con đó thôi chứ nó làm lắc quá. Ủa? Chết cha, làm lộn rồi. Cái này là cái gì ta? Gì trời. À, collect body là cái nồi vậy ta. Không được mấy à, mình không biết làm gì hết. Rồi khó đó, không biết câu được không ta. Ôi con này bay nhanh trời, nhanh quá không làm gì được luôn, mình làm lộn cha nó rồi. Cái này mà trời ơi, semi tin thôi bay về đó, làm lộn mất tiêu mấy bạn ơi. Tự nhiên đi lấy cái đó làm gì mình cũng không hiểu nữa, nó có hai cái giống nhau quá mình làm lộn thiệt chứ. Rồi động mấy nhà nữa, xuống xuống. Ơi xuống. Rồi tới đây còn lắc nữa. Rồi mấy con heo này lớn lớn dữ rồi trời. Rồi lên lấy xem tinh mình lại từ lộn. Mày biết lấy mớ theo cho rồi. Giờ thì cầm cá nhóc luôn. Ồ, 4.000 cái không thấy đâu hết vậy. Nè. Nè, rồi đủ rồi. Cái này mới đúng nè mấy bạn. Không phải. Ồ, Better teleport đó ta. Cái này nè, trời ơi. Biết ngay là mình lộn mà. Cái trên nó lừa mình. Cái đó không làm được đâu. Đó, cái này mới đúng nè. Bức mình thiệt chứ. Ờ, đi thôi, đi thôi. Chúng ta làm lẹ, bay bắt con đó về đó. Mình, tí mình cưỡi con Bahamut mình qua mình quẩy bên kia thử coi. Quậy nổi không? Rồi cái lồi này cho nó ra quá trời ta. Rồi con này nó đây nè. Chỗ này ong quá trời luôn mấy bạn ơi. Rồi mid cấp rồi đi. Được rồi đó. Mình nghĩ ok rồi. Mình sẽ dẫn em Tề Thiên này về. Đó. Gen dai bự lên. Bự lên. Bự lên. Bự lên nữa. Mát bự luôn, đi về nhà. Ai, bự lắm rồi. Ok, chúng ta đi luôn.
Sao không biến hai ông này đi ta? Đừng nói hai ông này không đi được teleport nha. Mình cho hai ổng đi trước mà hai ổng không đi được hả? Một người đã đi, một người đã về nhà. Đó. Đây người tiếp theo. Sử dụng hàng công nghệ nhìn này các bạn, nhìn nè nhìn nè. Đi về nhà. Vẫn dịch chuyển tức thôi. Ghê, ghê chứ. Ok, giờ tới chúng ta. Về hết liền các bạn thấy không? À, đến vậy chứ, thôi chúng ta đi ra đảo mới đi. Ơi, từ từ được, vậy đúng được. À, đi ra đảo mới, đi ra đảo mới nào. Gia nhập với binh đoàn robot gì đó. Cái gì đó? Dám làm tôi tông chúng à? Tông chúng nè, thấy thật kêu của anh đánh là sấm sét không? Mà dám xuất hiện ở đây. Được rồi, ra đây đi. Quá đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh, đỉnh trên cái đỉnh. Được rồi, chúng ta bắt đầu vô nhà. Tiếp tục lấy em Benadryl ra. Em thuốc Benadryl chứ. Em Benadryl ra để chung bộ sưu tập mới nhất của mình mới vừa bắt được. Em rồng thì ở đây đi. Đi qua khu vực rồng đậu đi. Rồi, ok vậy đi. Rồi em này tiếp tục là em này đấy thôi. Rồi đậu với em này đấy. Rồi được rồi, mình sẽ đi lấy Bahamut, mình quẩy một chút nữa rồi mình sẽ end video ha. Mình muốn qua khu vực bên kia mình phá lắm rồi, mình chỉ cần đứng mà bắn súng qua thôi, khỏi cần phải đi vô nó đỡ lắc, chỉ cần giết và giết. Mình sẽ đi hủy gì cái hòn đảo bên đó. Mình tức cái là mình không tăng cho ép vô đầu tụi nó được. Khá được mình. Đi nè, bắn súng, bắn tên lửa, bắn mưa tùm lum hết còn được nè. Đó, các bạn thấy không? Có em nào mà sống nổi với cái em này? Titan hả? Titan. Titan một viên. Titan một viên. Ồ, không chết, không chết. Được á. Vậy mới hay chứ. Mình không tăng đam được thôi chứ tăng đam bính cái 2 tỷ với mấy bạn à. Chết hết. Mình phải hủy diệt. Mình thích đi con này lắm luôn mấy bạn. Con này có skill quá đã. Đó, động chưa? Ok, bắn vô. Đứng đây bắn thôi mấy bạn ơi, mình không cần vô trong đó làm gì đâu. Mình đứng ngoài đây mình bắn vô đó, bắn thẳng vô. Mình phải công kích vậy đó. Thấy chưa, vậy đỡ lắc hơn nhiều, đâu có thể để loại này nó ra quá trời ra mà mình không có gì mà mình tận diệt được tụi nó, chỉ có rã súng vô thôi, rã súng rã đạn vô là cho tụi nó đi hết. Hôm bữa không biết chiêu này chứ mình vô mình nhấn C nó lắc thấy mồ, mỗi lần mình ra khu vực này thì nó lắc mình chịu không nổi luôn mà. Đó, 1 tỷ con Boro Acha. À, có một bạn nói là mình kêu xài cái chữ Dino White đi đúng không? Cái đó biết sao không? Cái đó mình vẫn biết á, mà mình không có dùng. Nó chết, nó xóa sạch khủng long trên map luôn chứ không phải là một chỗ tới đâu mấy bạn ơi. Và nó xóa vậy là nó xóa đi những con đó là gọi là hoang dã và hoang dã, và mình không thích điều đó. Nó mất lỡ nó ra mấy con boss đó mình bị mất luôn, rất là tiếc. Wow. Ui ông ơi ông thả tôi ra. Trời ơi trời ơi trời ơi. Gì lận lội từ bên đó mà qua đây quýnh tôi luôn. Ở trời quýnh chi cho chết. Quýnh con này tai hại lắm mấy bạn ơi, con này nó phản đam. Mấy cái loại này là phản đam dữ lắm. Mình vừa kêu lịch không baby gì á. Chờ đồ, mấy con chờ đồ chết hết chưa? Thấy đỡ lắc rồi đó. Chỗ này quá trời nè. Chỗ này quá trời phải không? Cái núi nó còn không nè. Rồi,
Chết hết luôn đi. Cái đầu Manticore giết không biết bao nhiêu con mà tôi kể nổi nó. Ồ nó nhiều. Nó nhiều tới mức mà không thể tả nổi luôn mấy bạn. Đó, quá trời nhiều luôn. Ôi, quá trời luôn. Quá trời nhiều luôn. Ồ, nhìn kìa, Ồ, mình giết mà mình không thấy đường luôn á. Ơi, không biết giết bao nhiêu con. Cái này là hết ăn chay luôn à. Rồi, tàn sát rồi. Thôi, mình nghĩ khu vực ngoài rìa này đủ rồi đó. Ôi, nó nhiều. Ồ, ôi, gì mà chịu nổi trời. Full màn hình luôn mà, lấy gì không lắc. Ô, còn một con kia nữa kìa. Thôi, chúng ta đi ra đi. Cũng tạm ổn rồi đó. Lắc rồi, bay lên trên. Rồi, do trời nó đang bị sương mù nữa bạn ơi. Mình nghĩ là ok rồi. Hay, ok, chúng ta đi về thôi. Quậy quá, quậy banh hết chỗ này luôn rồi. Rồi, đi về thôi, đi về thăm lại anh Moonkin của chúng ta. Ui, quá là đẹp mấy bạn ơi. Thay vì mình bắt cái ông màu đỏ đỏ mù mắt này, mình bắt cái ông màu vàng đã hơn mấy bạn ha. Mấy bạn có thấy giống mình không? Và các bạn xem video nhớ là mấy bạn chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh mình để xem những video mới nhất ha. Còn những bạn đã đăng ký rồi thì nhớ like, share, ủng hộ mình ha. Để cho mình làm những cái video mới nó có thể hay hơn. Và với sự đóng góp ý tưởng của các bạn, mình sẽ làm theo nhiều cái ý tưởng bá đạo hay hay khác nữa ha. Nhớ like, share, ủng hộ mình nha. Rồi, chúng ta cùng tới anh King Kong, Monkey King Kong một lần nữa. Tên trong đây cũng đúng y một bộ phim Monkey King luôn mấy bạn. Tên rất là hay, phim cũng rất là hay luôn. Thôi, mình sẽ quay clip tới đây thôi ha. Chúc mấy bạn buổi sáng xem video thật vui vẻ ha. Nhớ like, share, ủng hộ mình nha. Rồi, ok, chào các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.